ai đã theo dõi facebook cũng như là rất nhiều những đoạn livestream hài hước dí dỏm của người nghệ sĩ này giơ tay lên được không ạ à? giơ một tay thôi và ai yêu thích người nghệ sĩ đang ngồi cạnh hồng phúc đây ạ à? vâng ạ à, đó chính là nghệ sĩ susu cùng với đoàn lô tô hương nam đoàn lô tô thần thánh của chúng ta ngày hôm nay ạ. À. hãy dành cho họ một trà pháo tay thật lớn đi ạ à. bây giờ à hỏi vui một câu là cứ mỗi đêm diễn như thế này á thì đoàn lô tô mình nó xài bao nhiêu hộp phấn và bao nhiêu cây son. Bây giờ nếu mà chia sẻ thiệt tình luôn á thì uh, uh, có lẽ là sử dụng rất là nhiều đó quý vị ơi. Đó là tại vì á uh, uh, khi mà mình diễn xong, ví dụ như chị Giang cũng đi hát, chị Giang cũng có thể biết đó là khi mà lên sân khấu diễn á, bao nhiêu ánh đèn đó, nó 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 vào mặt mình thì cứ uh, lên diễn xong xuống là mồ hôi rất là nhiều và xuống là mình phải dặm trở lại, rồi mình phải son lại. Đôi khi là bài này xong qua bài khác, mình phải thay đổi layout son, thay đổi tất cả mọi thứ. Cho nên có lẽ là sử dụng nhiều. À, câu trả lời ngắn gọn thôi, đó là nhiều. Tức là hơn một. <laughs> vâng ạ. À. Và không biết là khi mà lựa chọn một cái sản phẩm về phấn, về son, thì Susu -su sẽ đặt những cái tiêu chí nào lên hàng đầu? Dạ có lẽ là cái tiêu chí uh, về an toàn là đầu tiên, về chất lượng của sản phẩm là đặt đầu tiên bởi vì uh, À, những người nghệ sĩ đi biểu diễn thì sử dụng son phấn rất là nhiều rất là thường xuyên hơn là những uh, bạn bình thường ngoài uh, xã hội thì uh, những người nghệ sĩ sẽ sử dụng rất là nhiều cho nên đó là uh, cái tiêu chí về uh, độ an toàn và chất lượng của sản phẩm sẽ được đặt lên hàng đầu vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của susu và cam đoan với susu luôn là tất cả những cái yêu cầu đó những cái tiêu chuẩn đó của susu sẽ hoàn toàn có trong những sản phẩm được ra mắt trong buổi tối đêm nay từ havico cosmetic và xin dành cho susu cùng với các thành viên trong đoàn lô tô hương nam của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn đi ạ à. rất là cảm ơn sự hiện diện của những đóa hoa xinh xắn trong buổi tối đêm nay